mà chơi cái khoản này mệt lắm. Cho lên TikTok à? Không, nhờ quay bán video. Coi nhà này cái vỏ bán rất không trước. Thì lắm trò lắm, cái gì cũng thế, cứ game được tiền là mình chơi thôi. Đá gạch vào đấy hả? Vâng. Dạ. Vâng. À chú đưa, bác cái giá tiền đấy. Tiền mình lấy làm gì có được tiêu đâu. Vâng, đấy thì Tết bắt đi ngoài như thế. Báo cơm. Vâng. Sao giờ là trả tiền hả? Mẹ nó làm một đống lên xong mày xếp dày lên đây cái còn ngon hơn. Cương à? Chặt rất cẩn thận. Không phải thế chứ Phạm Cương. Thế ở được mới thành ở được. Rồi này làm này nó đỡ toát mồ hôi. Rồi lắng ra nhiều mồ hôi lắm. Găng tay lắm. Rồi này rát tay hết. Rồi này mình đi găng tay vào. Quá rát tay rồi. Chú đang quay đội đóng cam ở trên kia thấy hai thằng mày đi vào đây tao biết ngay, lại vào đây tao lại vào đây. Quay